Ngày 20 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, bài học từ các nước, hiện trạng và đề xuất mô hình thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học. Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ bài học kinh nghiệm mô hình thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học của Hàn Quốc, Đức, Úc, cung cấp cái nhìn đầy đủ về hiện trạng hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học ở Việt Nam, chính sách, những lỗ hổng, rào cản trong việc đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường, gặp nhiều khó khăn. Đề xuất mô hình nhằm thương mại hóa kết quả nghiên cứu phù hợp quy mô các trường đại học, viện nghiên cứu ở Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, việc sáng chế được thương mại hóa tương đối khả quan, nhưng chỉ mới tập trung ở một số trường như Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm, Đại học Công nghiệp. Sức lan tỏa thương mại hóa chưa đạt kết quả cao. Dịp này, Sài Gòn Innovation Hub đã ký kết hợp tác triển khai hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với nhiều đối tác.